đăng ký ngay khóa học văn VIP 2K8 để cùng học văn chị Hiên chinh phục đại dương văn học, xuất phát sớm và sẵn sàng cho năm lớp 9 với những điểm số môn văn thật cao. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các em trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay. Và hôm nay là một phần phát trực tiếp vô cùng đặc biệt. Chị gặp chúng mình ở trong buổi học thử của khóa học văn VIP 2K8. Vậy nên bạn nào đã vào học rồi thì có thể gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên là buổi hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái quà tặng về tài liệu này đó, và những cái thông tin quan trọng cung cấp tới các bạn. Vậy nên là các em hãy mau chóng vào học cùng với chị và tập trung lắng nghe ở đây nhé. Rồi, xin chào chúng mình, xin chào các em. Bạn nào đã vào học rồi nhỉ? À rồi, chị đọc được bình luận rồi này. Xin chào Phương Thảo, xin chào Phương Thanh. Rồi, xin chào Nguyễn Thảo. Xin chào các em, xin chào Thúy Hiền. Các bạn ơi, chúng mình đã vào học rồi thì có thể giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhé. Và đó cũng là một trong những thao tác để các bạn được nhận tài liệu của buổi học ngày hôm nay. Rồi, xin chào Ngọc Linh. Xin chào các bạn. Xin chào Trần An, chị thấy có Kim Ngân vào học này. Xin chào Kiều Trinh, xin chào Ngọc. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Ôi, rất là nhanh chóng, hiện tại đã có gần 60 bạn vào học rồi này. Chứng tỏ rằng là chúng mình cũng rất quan tâm đến khóa học văn VIP và cũng muốn trải nghiệm những kiến thức, những cái cách học mà chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong khóa học này, đúng không? Chị đã chuẩn bị ở đây những phần nội dung để cùng với chúng mình có một buổi học. Các em cứ hình dung là cách học của chúng ta trong khóa học văn VIP 2K8 cũng sẽ tương tự như buổi học ngày hôm nay, để các bạn có thêm những cái sự trải nghiệm và các bạn cũng hiểu rõ hơn về khóa học này nhé. Rồi, xin chào Phương Thảo. Ở đây chị thấy có những bạn đã đăng ký tham gia khóa học văn VIP rồi. Thế thì chúng mình theo dõi buổi ngày hôm nay này, giúp chị chia sẻ này để giới thiệu thêm với các bạn của chúng mình. Và hãy chuẩn bị sẵn sàng để tối hôm nay chúng ta có buổi khai giảng nhá. Hóng buổi khai giảng quá rồi, chị cũng hóng luôn đây này. Đó. Buổi tối hôm nay là khóa học văn VIP đã bắt đầu khai giảng rồi. Thế nên là trước đó thì buổi trưa này chị tổ chức một buổi học thử để những bạn nào chúng ta còn băn khoăn hay là chúng ta muốn trải nghiệm cách học ở trong khóa học văn VIP thì các bạn có thể tham khảo nhá. Rồi, chị ơi, em muốn thi chuyên hóa, không có thời gian học môn khác thì có học văn VIP được không ạ? Chị nghĩ rằng là việc sắp xếp thời gian, đặc biệt là đối với các bạn thi chuyên ý, đó là một cái vấn đề mang tính cá nhân nữa, đúng không? Chúng ta có thể tham khảo các anh chị đi trước. Và quan trọng là chúng mình xác định mục tiêu của chúng mình như thế nào. Về khóa học văn VIP thì chị thấy là đối với những bạn mà có lịch học dày đặc ít, vẫn có những cái lợi thế như thế này. Đó là các em hoàn toàn có thể xem đi xem lại được những cái video mà chị đã phát trực tiếp. Bởi vì là chị sẽ giữ lại hoàn toàn để các bạn có thể xem lại nhiều lần, kể cả là cho đến khi chúng mình thi. Tức nghĩa là bây giờ chúng ta học trong tháng 6 này. Đấy, sau đó đến khi chúng mình thi là tháng 6 sang năm thì em vẫn có thể xem lại đầy đủ các cái buổi học đó. Đồng ý chưa? Và chúng mình chủ động sắp xếp thời gian để làm bài tập thì chị nghĩ là em hoàn toàn có thể tham khảo về khóa học văn VIP này nhá. Còn tất nhiên là không có khóa học nào đăng ký xong là chúng mình có thể tức nghĩa là chỉ cần đăng ký, chỉ cần vào trong khóa học là chúng mình cam kết được điểm cao, thì có lẽ là điều thần kỳ đó thì chị cũng chưa làm được. Vậy nên là các em cứ theo dõi và cứ cân nhắc thật là kỹ nhá. Chị đoán xem đề văn Hưng Yên K8 em ôm tủ vài bài cho em học hết mà đoán cho em được không? Chị không có cái khả năng đấy mất rồi. Với cả bây giờ mới là đầu năm học mà còn chưa cả vào năm học chính thức luôn, mới là hè mà, thì làm sao mà mình có thể là tính trước như thế để mà mình học được? Bởi vì em còn cần phải trải qua kỳ thi học kỳ 1, học kỳ 2, những kỳ thi giữa kỳ nữa cơ. Chị ơi, khóa học kiến thức nền thì mấy giờ học vậy ạ? Về khóa học kiến thức nền thì trong giai đoạn 1 này, các bạn trong khóa học văn VIP cũng học kiến thức nền. Thế nên là chúng mình sẽ đều khai giảng vào buổi tối ngày hôm nay ở trong group kín nhá. Đồng ý chưa nào Ngọc Trang? Rồi, đồng ý, chị đồng ý. Xin chào tất cả các bạn, và chị là Hải Quỳnh, chị đang đồng hành cùng với chúng mình trong buổi học thử của khóa học văn VIP 2K8. Và như các bạn cũng đã theo dõi ở đây thì chị có ghi rất là rõ, buổi ngày hôm nay thì chúng mình sẽ còn được nhận tài liệu về văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích nữa cơ. Đó, tất cả những cái tài liệu chi tiết về văn bản này. Vậy nên để được nhận tài liệu, các bạn làm đầy đủ giúp cho chị những bước như sau nhá. Trước tiên là các bạn có mặt tại đây, đó đã là một điều rất là tuyệt vời rồi. Vậy thì các bạn hãy nhanh chóng chụp ảnh màn hình lại ngay cái phần phát trực tiếp này của chị nhá. Đấy, để chúng mình coi như đấy là một cách để chúng ta điểm danh là đã tham gia buổi học này.
Đồng ý chưa? Chụp ảnh màn hình phần phát trực tiếp này của chị này. Đấy, và thao tác thứ hai là các bạn sẽ giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này ở chế độ công khai hoặc là ở chế độ bạn bè. Đồng ý chưa? Và sau khi hoàn thành cả hai bước đó, và đặc biệt là sau khi buổi học này kết thúc nhá, đừng bạn nào nhắn tin về cho chị bây giờ, chị chưa trả lời được ngay đâu. Đồng ý chưa? Các bạn chỉ cần tập trung học thôi. Và mọi những cái thao tác này các em hoàn toàn có thể hoàn thành nhanh chóng ngay từ bây giờ đi. Sau đó tập trung học cùng với chị. Và sau khi buổi học kết thúc thì chúng mình nhắn tin về fanpage học văn chị Hiên cho học cơ sở này giúp cho chị nha. Đồng ý chưa? Sao nghe giọng chị giống giọng chị Hiên ghê. Đố các bạn phân biệt được đấy. Đố các bạn phân biệt được đấy. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn đã làm xong các thao tác này chưa nào? Đấy, để được nhận tài liệu đầy đủ của văn bản Kiều ở Lầu Ngưng Bích, cũng là văn bản mà chị lựa chọn để chúng ta có một cái buổi trải nghiệm học thử của khóa học Văn VIP 2K8 nhá. Các bạn đồng ý với chị không nào? Có thể thấy là suốt cái thời gian vừa qua, từ trong khóa học mùa hạ này, hay là chiến dịch góp gió văn chương này, rồi tất cả những phần phát trực tiếp của chị trên kênh fanpage này đều tập trung ở phần văn học trung đại. Một phần cũng bởi vì đây là cái chuyên đề, đây là cái mảng văn học mà các bạn sẽ tiếp xúc gọi là đầu tiên đối với các tác phẩm văn học. Chúng mình cũng sẽ bắt đầu viết những cái bài phân tích này, cảm nhận về những văn bản này. Đã thế thì văn học trung đại lại có một cái quãng thời gian xa cách với chúng ta, đúng không? Thế nên là có gây ra không ít những cái khó khăn, cũng như là khiến cho các bạn chúng ta chưa có nhiều những cái sự đam mê. Thế nhưng mà chị nghĩ rằng là đã là văn học ấy thì chỉ cần là dùng trọn vẹn trái tim của chúng ta để cảm nhận thì các bạn sẽ thấy được cái hay, cái đẹp của tác phẩm đấy. Văn bản ngày hôm nay chúng mình cùng với nhau đi tìm hiểu đó là văn bản Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ chị đã từng chia sẻ với chúng mình một nhận định của tác giả Phạm Quỳnh như thế này. Một nước không thể không có quốc hoa, chuyện Kiều là quốc hoa của ta. Một nước không thể không có quốc túy, chuyện Kiều là quốc túy của ta. Một nước không thể không có quốc hồn, chuyện Kiều là quốc hồn của ta. Và để làm nên quốc hoa, quốc hồn, quốc túy ấy thì tác giả Nguyễn Du, một ngòi bút nhân đạo chủ nghĩa, đã vận dụng vô cùng sáng tạo những bút pháp đã mang tính truyền thống trong văn học trung đại. Nhưng dưới ngòi bút của Nguyễn Du thì những bút pháp ấy lại trở nên vô cùng ấn tượng. Chúng ta biết đến bút pháp tả người, miêu tả nhân vật chính diện ở trong văn bản Chị Em Thúy Kiều, đúng không? Chúng ta biết đến ngòi bút tả cảnh của tác giả Nguyễn Du thông qua văn bản Cảnh Ngày Xuân. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng cảm nhận để thấy được cái sự dụng công của tác giả Nguyễn Du trong việc vận dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình trong đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích các bạn nhé. Vậy thì qua bút pháp tả cảnh ngụ tình, tác giả Nguyễn Du đã khắc họa tâm trạng, nỗi lòng cô đơn, buồn tủi cùng với những phẩm chất đáng quý của nhân vật Thúy Kiều như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về văn bản Kiều ở Lầu Ngưng Bích. Có một điều đặc biệt như thế này, các bạn phải hiểu rõ giúp chị nhé. Đó là chúng ta học về các văn bản thì đây là những đoạn trích trong tác phẩm truyện Kiều. Đồng ý chưa? Những đoạn trích trong tác phẩm truyện Kiều. Vậy nên trong phần tìm hiểu chung ấy thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu một cái nội dung như thế này, không thể thiếu. Đó chính là phần vị trí nhá. Các bạn sẽ bước vào phần đầu tiên cùng với chị, đó là phần khái quát chung, tìm hiểu chung. Trong phần tìm hiểu chung này thì để các bạn có được một cái nhìn, tức nghĩa là hiểu được bối cảnh mà tác giả đang diễn tả, đang khắc họa tâm trạng của Kiều khi ở Lầu Ngưng Bích, thì chúng mình cần nắm bắt được về vị trí của đoạn trích nhá. Một nhỏ về vị trí nào. Rồi, như thế này, những cái phần kiến thức này, trong phần tìm hiểu chung ấy thì chị thấy là đa số các bạn giữ một cái suy nghĩ là học bằng cách học thuộc lòng, đúng không? Học bằng cách học thuộc lòng, có tất cả ghi lại những gì thì chúng ta cứ học thuộc lòng y hệt như thế, như kiểu là chúng mình học thuộc lòng môn lịch sử vậy, đúng không? Thế nhưng mà có cái cách học để chúng ta không bị học thuộc lòng như vậy đấy. Đó là các em hiểu được bản chất cũng như là chúng mình hiểu được hệ thống những ý cần thiết và từ đó chúng ta có thể tự diễn đạt, tự suy ra được. Ví dụ như ở đây, về mặt vị trí của bất cứ một đoạn trích nào ở trong tác phẩm truyện Kiều thì các bạn cũng sẽ đều ghi nhớ cho chị theo 3 ý chính như sau nhé. Thứ nhất, đó là đoạn trích đó thuộc phần nào ở trong tác phẩm.
Truyện Kiều thì gồm có 3 phần, đúng không? Phần 1, gặp gỡ và định ước. Phần 2, gia biến và lưu lạc. Phần 3 là đoàn tụ. Đó, thế thì mỗi đoạn trích các bạn đều cần phải trả lời được cho chị là đoạn trích ấy nằm trong phần nào? Phần 1, phần 2 hay là phần 3? Đó, đồng ý chưa? Tiếp tục ạ, tiếp tục. Ý thứ hai chúng mình cần trả lời được và cần nắm bắt được, đó chính là những cái diễn biến trong truyện Kiều trước khi cái đoạn trích này diễn ra. Đồng ý chưa ạ? Nhá, tức nghĩa là những cái nội dung ở phần trước của đoạn trích này, ở ngay trước đoạn trích này. Và cùng với đó, tất nhiên rồi, còn là những cái nội dung ở đằng sau đoạn trích này nữa. Nghĩa là trước khi mà chúng ta thấy được nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích thì Kiều đã phải trải qua những điều gì này? Đấy, bởi vì đó là những cái bước chuẩn bị để ta hiểu được tại sao Kiều lại có tâm trạng như thế này. Đồng ý chưa? Và chúng ta nắm bắt những cái nội dung đằng sau đoạn trích này để biết được rằng là à, những tâm trạng này đã khiến cho Kiều trở nên như thế nào, đúng không? Để từ đó hiểu rõ hơn về tâm trạng nàng Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. Thế thì bây giờ chị cung cấp cùng với chúng mình nhá. Những bạn nào chúng ta đã đọc về đoạn trích này ở trong sách giáo khoa rồi, hay là chúng mình đọc rất là kỹ cái bài văn học sử truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du rồi ấy, thì chúng mình sẽ nắm rõ Kiều ở lầu Ngưng Bích là đoạn trích thuộc phần thứ 2, đúng không ạ? Gia biến và lưu lạc. Cụ thể thì sau đoạn trích chị em Thúy Kiều, đúng không? Là tác giả đã vẽ nên bức chân dung của Thúy Vân, Thúy Kiều. Và ngay sau đó chính là đoạn trích cảnh ngày xuân. Đấy, để thấy được rằng là chị em Kiều trong cái buổi du xuân đó đã gặp Kim Trọng, đúng không? Nhá, đấy, người quốc sắc kẻ thiên tài, tình trong như đã, vẻ ngoài còn e. Và từ hôm đó hai người đã bắt đầu nảy nở một mối tình đẹp. Thế nhưng, hai người Kim Trọng và Thúy Kiều đang trong một mối tình đẹp như thế thì chàng Kim Trọng phải về quê chịu tang chú. Và Thúy Kiều phải sống trong cái cảnh là à, mong nhớ người yêu, đúng chưa? Đấy, và từ đó là kết thúc phần 1 là phần gặp gỡ và đính ước. Sau đó sang đến phần 2 này thì khi mà nàng Kiều đang trong những cái tháng ngày mong nhớ người yêu như thế thì gia đình của nàng gặp cơn gia biến. Đồng ý chưa ạ? Nhá, là do cái thằng bán tô nó làm cái điều sai trái xong rồi vu oan cho gia đình Kiều. Nhưng ở trong cái xã hội ấy thì không có bất cứ một điều gì gọi là công lý và lẽ phải cả. Nên để mà cứu cha và em thì Kiều đã phải đau đớn chấp nhận bán mình để chuộc cha và em. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là công lý trong cái xã hội ấy là được đong đếm bằng đồng tiền các bạn ạ. Phải có 300 lạng thì việc này mới xong. Thế thì khi mà Kiều chấp nhận bán mình như thế thì tên Mã Giám Sinh cùng với cả Tú Bà là cái phường buôn thịt bán người đấy thì có muốn lừa gạt Kiều như thế này. Nghĩa là lúc đầu sẽ bảo rằng là à, mua Kiều về, sau đó sẽ bán Kiều để Kiều có thể làm thê thiếp ở trong một cái gia đình nào đó. Đó, như thế là đã tủi nhục lắm rồi, đúng không các bạn? Bởi vì Kiều vẫn đang trong một cái mối tình đẹp như vậy với cả chàng Kim cơ mà. Thế nhưng nếu như mà như thế thì bọn buôn thịt bán người chúng lấy đâu ra mà, tức nghĩa là chúng sẽ chịu thiệt, bởi vì là không thể lợi dụng Kiều để mà kiếm nhiều tiền hơn. Nên là chúng mới lừa gạt Kiều, mua Kiều về như vậy nhưng thực chất là để Kiều phục vụ trong lầu xanh. Thế thì khi mà biết là mình bị lừa như vậy, Kiều đã vô cùng đau đớn và tủi nhục. Nàng đã tính đến chuyện quyên sinh, nghĩa là tính đến chuyện tự tử cơ. Thế nhưng mà không thành. Và thấy Kiều phản kháng dữ dội như thế thì mụ Tú Bà, mụ mới nghĩ ra một cái cách, đó là gì? Là thôi bây giờ cứ dùng lời ngon ngọt nói với Kiều rằng là rồi sẽ gả nàng vào một cái gia đình nào đó. Thế nhưng với một điều kiện là nàng phải ra ở lầu Ngưng Bích để mà hồi phục những cái vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Đấy, thế thì nếu mà Kiều ngoan ngoãn ở lầu Ngưng Bích thì bà ta sẽ sắp xếp đó để mà Kiều được gả đi. Thế thì lúc đó Kiều cũng không còn cách nào khác nên đành phải làm theo. Và ở đây chúng ta có đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Các bạn hình dung ra không ạ? Nhá. Thế nên là trước đó các bạn có thể thấy là cái tình cảnh của Kiều trước đoạn trích này là một tình cảnh vô cùng đau đớn. Khi mà Kiều biết mình bị lừa, đúng không ạ? Biết mình bị lừa. Đã tính đến chuyện quyên sinh rồi đấy. Nghĩa là tự vẫn đấy, để bảo toàn danh dự. Thế nhưng mà không thành, thế nên là Kiều đau đớn chấp nhận, đau đớn, bất lực chấp nhận cái cảnh sống ở lầu Ngưng Bích.
Đồng ý chưa? Thế nên rằng là không phải là Kiều ra đến lầu Ngưng Bích rồi xong rồi nỗi buồn mới gợi về, mà trước đó ấy, Kiều đã đủ những cái chuyện đau đớn rồi. Kiều đã phải trải qua những cái cơn đoạn trường đầu tiên rồi các bạn ạ. Đó, các bạn hiểu rõ điều đó nhá. Rồi tiếp tục ạ, khi mà ở lầu Ngưng Bích chúng ta cũng thấy Kiều cô đơn như thế nào. Và phận người con gái đã thế lại sống trong cảnh tha hương, vừa phải chịu cái nỗi đau tan nát gia đình loạn ly như thế, đúng không ạ? Vừa phải chịu cái nỗi đau xa lìa với người thân như thế, rồi chịu cái nỗi đau là tình yêu chia cắt như thế. Thì khi mà ở lầu Ngưng Bích ấy, Kiều đang ở lúc yếu đuối nhất. Và quả thực cái mưu kế của Tú Bà rất là thâm độc. Lợi dụng lúc mà Kiều yếu đuối nhất như thế, bà ta bàn mưu tính kế với cả Sở Khanh để cho Sở Khanh ra lừa gạt Kiều, nói rằng là sẽ đưa Kiều chạy trốn. Và bà ta có cái nguyên cớ bắt Kiều trở lại và bắt Kiều phải phục vụ trong lầu xanh. Vậy nên sau đoạn trích này thì Kiều đã bị Sở Khanh lừa gạt. Đồng ý chưa ạ? Kiều đã bị Sở Khanh lừa gạt. Và từ đó mắc mưu của Tú Bà và phải chấp nhận, phải đau đớn chấp nhận là làm cái công việc mà Tú Bà sai khiến. Đồng ý chưa ạ? Đó, thế thì từ những cái nội dung như thế này, các bạn có thể thấy là với một vị trí như vậy thì đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích mang cái ý nghĩa là sẽ diễn tả tâm trạng của Thúy Kiều khi một mình ở lầu Ngưng Bích. Đó là tâm trạng cô đơn này, buồn tủi này, hoang mang này, đúng không ạ? Nhá, với một vị trí như vậy thì đoạn trích này đã diễn tả tâm trạng của Kiều khi cô đơn ở lầu Ngưng Bích, một thân một mình ở lầu Ngưng Bích. Đó là những tâm trạng gì? Đó là sự cô đơn này, đó là sự buồn tủi này, đúng chưa? Đó là những cái nỗi nhớ niềm mong mà Kiều hồi tưởng về này. Rồi đó còn là cái sự hoang mang, sợ hãi. Đồng ý chưa? Đấy nhá, từ vị trí của đoạn trích các bạn nắm được cho chị nội dung như thế này. Chúng mình chưa cần là phải nắm thâu tóm rõ ràng hay là chi tiết từng hình ảnh, nhưng trước tiên từ mặt vị trí là các bạn hiểu được cho chị nhá. Để tránh trường hợp là có những bạn chúng ta không học phần vị trí này, xong rồi bước vào phân tích tâm trạng của Kiều thì các bạn nêu rằng là Kiều đang vui vẻ. Đấy, đang vui vẻ, đang hạnh phúc. Thế thì bỗng nhiên phải bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích nên trở nên buồn tủi cô đơn. Thì chị nghĩ rằng là nếu như chúng mình hiểu theo cách đó ấy, là chưa thấu đáo và chưa đúng, đúng không? Chúng mình phải hiểu là trước đó Kiều cũng đã trải qua những cái nỗi đau rất là kinh khủng rồi. Rồi, đồng ý chưa? Đã từng nghĩ đến chuyện tự tử thì các bạn cũng biết là tuyệt vọng như thế nào cơ mà. Rồi, thì đó là về vị trí của đoạn trích các bạn nhá. Tiếp tục ạ, để mà tìm hiểu về đoạn trích này thì thay vì việc là chúng ta ngay lập tức đi vào phân tích từng câu, từng câu, từng câu thì chúng mình sẽ có một thao tác nữa, đó là chia bố cục để phân tích các bạn nhá. Chúng mình có phần hai nhỏ nè, đó là phần bố cục. Đồng ý chưa? Thì bởi vì ở đây chúng mình có nhiều bạn, chị nghĩ là với hơn 70 bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay thì chắc là cũng có nhiều bạn chúng ta chưa học về đoạn trích này, thậm chí là chưa đọc, cũng chưa hề biết đến về Kiều ở lầu Ngưng Bích luôn, đúng không? Nhưng cũng có những bạn là chúng ta đã đọc rồi này, cũng đã cùng học với chị trong khóa học mùa hạ rồi này, đúng không? Thế nên rằng là với những cái sự hiểu biết khác nhau như vậy của các bạn thì ở đây chị sẽ cung cấp luôn nhá. Chị sẽ cung cấp luôn. Bạn nào mà có sách giáo khoa ở đây, các bạn hoàn toàn có thể là mở sách giáo khoa ra và mở đến đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích cùng với chị để thấy được rằng là với đoạn trích này chúng mình sẽ chia ra thành 3 phần chúng mình nhá. Chia thành 3 phần. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ có là 6 câu đầu. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Bẽ bàng mây sớm, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Đó, chúng mình có 6 câu đầu. Với nội dung chính ở đây, đó chính là bức tranh thiên nhiên nơi lầu Ngưng Bích. Bức tranh thiên nhiên
nơi lầu Ngưng Bích. Và kèm với đó, đó chính là tâm trạng của Kiều. Đồng ý chưa? Tâm trạng bẽ bàng tủi hổ đấy ạ. Tiếp tục, sau đó khi mà Kiều đang ở cái lúc cảm thấy đau đớn nhất, tủi hổ nhất thì cũng giống như một cái quy luật tất yếu của tâm lý thôi các em. Đúng không? Khi chúng ta cảm thấy bơ vơ, khi mà chúng ta cảm thấy buồn khổ nhất, chúng ta sẽ có xu hướng là hồi tưởng lại những cái kỷ niệm. Đúng không? Hồi tưởng lại những cái kỷ niệm hạnh phúc để làm một cái điểm tựa cho tâm hồn của mình, làm một cái điểm tựa cho tâm trạng của mình. Thì Kiều ở đây cũng như thế. Tác giả Nguyễn Du đã thâm nhập vào tâm trạng của nàng để mà khắc họa theo đúng cái quy luật của tâm lý con người luôn. Là trong cái thân phận của một người con gái tha hương đã bị đày đọa qua những cái số qua những cái lần mà đoạn trường đầu tiên, đúng không ạ? Thì Kiều đau đớn biết nhường nào, Kiều cảm thấy xấu hổ tủi nhục biết nhường nào. Khi đó Kiều bắt đầu nhớ về những cái ký ức hạnh phúc, nhớ về những cái kỷ niệm hạnh phúc để làm điểm tựa cho cái tâm hồn của mình, làm điểm tựa cho tâm trạng của mình. Thế thì trong lúc mà Kiều nhớ về những kỷ niệm ấy, Kiều nhớ về những điều gì đấy? Thứ nhất ạ, tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tin sương luống những giày trong mai chờ, bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Đó là Kiều nhớ về chàng Kim Trọng, đúng không ạ? Sau đó Kiều cũng nhớ về cha mẹ nữa. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ, sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gấp tử đã vừa người ôm. Chúng ta có 8 câu tiếp nhá, chúng ta có 8 câu tiếp. Đó chính là nỗi nhớ thương hướng về Kim Trọng và cha mẹ của Thúy Kiều. Nỗi nhớ thương hướng về Kim Trọng và cha mẹ. Đó, thế nhưng các bạn ơi, trong tình cảnh của Thúy Kiều thì càng nhớ về, càng trông lại, càng sống lại trong những kỷ niệm hạnh phúc thì Kiều lại càng cảm thấy đau đớn khi mà hiện thực một lần nữa quay trở về và vùi dập số phận của nàng. Nên không thể nào sống mãi trong những kỷ niệm quá khứ ấy, Kiều trở lại với hiện thực và một lần nữa tâm trạng của nàng được khoét sâu với những cái nỗi đau, với những cái nỗi tủi hổ, hoang mang và sợ hãi. Chúng ta có 8 câu cuối. Được coi là tuyệt đỉnh trong bút pháp tả cảnh ngụ tình của tác giả Nguyễn Du, để cứ mỗi cặp câu là một bên là cảnh và một bên là tình, tình trong cảnh ấy, cảnh trong tình này, với điệp từ buồn trông các bạn ạ. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mát biết là về đâu, buồn trông nội cỏ dầu dầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trông gió cuốn mặt doành, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Đó, 8 câu cuối chính là thế giới tâm trạng và nỗi niềm của Kiều. Đó, được khắc họa thông qua bút pháp tả cảnh ngụ tình. Rồi, đó chính là bố cục của đoạn trích này nhá. Và trong khuôn khổ của buổi học thử ngày hôm nay thì chị sẽ cố gắng cùng với chúng mình phân tích thật là kỹ và tìm hiểu thật là kỹ về 6 câu đầu của đoạn trích này. Đồng ý không các bạn? Chúng mình sẽ bước sang phần 2 lớn nhá. Đó chính là phân tích chi tiết. Rồi, đồng ý chưa? Và buổi hôm nay không cần phải ôm đồm quá nhiều, các bạn cứ tập trung học cùng với chị về 6 câu đầu của đoạn trích này, 6 câu đầu tiên. Đồng ý không nào? Nhưng mà các bạn ơi, trước khi bước sang phần phân tích này, các bạn có thể phản hồi cho chị biết là chúng mình đã hình dung ra về vị trí và bố cục của đoạn trích này chưa? Thật ra chị hỏi như thế là hơi khó đấy, đúng không? Bởi vì là đối với những bạn chúng ta vẫn còn đang trong quá trình nghỉ hè này, đang trong quá trình nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, thì có thể là chưa tiếp xúc một chút nào với cả chương trình lớp 9, thì câu hỏi này có lẽ sẽ khiến cho các bạn vẫn còn cảm thấy mông lung, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu khóa học ấy, các bạn sẽ học lần lượt từ những cái văn bản văn học trung đại trước cơ, ví dụ như là Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ này, rồi Hoàng Lê Nhất Thống Chí Trích hồi thứ 14 của
của nhóm tác giả Ngô Gia Văn Phái này. Sau đó chúng ta mới đến truyện Kiều. Và trước khi học từng đoạn trích trong truyện Kiều ấy, các bạn còn có một buổi để tìm hiểu về tác giả Nguyễn Du và kiệt tác truyện Kiều nữa cơ. Đồng ý chưa nào? Đấy, thế nên ở đây chị cũng muốn hỏi là để các bạn hình dung ra được qua cái cách trình bày này của chị, các bạn đã thấy rõ được từng nội dung chưa nào? Đồng ý không nào? Ok nhá. Rồi, thế thì bây giờ chị sẽ đến với phần cùng với các em tìm hiểu về 6 câu đầu trong đoạn trích này. 6 câu đầu với nội dung chính chính là bức tranh thiên nhiên nơi lầu Ngưng Bích, và cùng với đó là tâm trạng của nàng Kiều đã dần dần được hiện lên, đã dần dần được thể hiện đấy. Chúng mình cùng đọc lại về 6 câu này nhé. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Rồi, thế thì với 6 câu này, trước tiên ạ, nếu như mà chưa có bất cứ một sự kiến giải nào, cũng chưa có bất cứ một sự hướng dẫn nào ấy, thì các bạn có những cái cảm giác gì sau khi đọc về những câu này ạ? Nào, các bạn có thể chia sẻ với chị những cái cảm xúc cũng như là những cái sự hình dung của chúng ta sau khi đọc những câu này được không? Ví dụ như là em thấy được là ở lầu Ngưng Bích này, Kiều đang đứng ở một vị trí như thế nào? Hay là cái khung cảnh ở lầu Ngưng Bích này là một cái khung cảnh rất là hẹp, nhỏ, hay là một khung cảnh rộng lớn, bao la? Đấy, rồi là theo các em ấy thì Kiều ở trong cái tình cảnh này là một tình cảnh mà ở lầu Ngưng Bích bị khóa sân như thế, thì Kiều đang có tâm trạng gì? Có những từ ngữ nào thể hiện tâm trạng của Kiều hay không? Nhá, chúng mình sẽ cùng đi vào từng câu hỏi một. Trước tiên là cái khung cảnh thiên nhiên ở lầu Ngưng Bích được thể hiện như thế nào thông qua những câu này? Đồng ý chưa? Thế thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái từ ngữ và những hình ảnh miêu tả thiên nhiên thôi. Ở đây có những từ ngữ nào nhỉ? Nào, về thiên nhiên nào, thiên nhiên thì chúng ta thấy có những từ ngữ nào ở đây? À, về thiên nhiên nơi lầu Ngưng Bích, chúng ta sẽ thấy là có vẻ non xa này, đúng không? Non ở đây là để chỉ núi đấy. Đấy, có núi này, núi là thiên nhiên rồi, đúng chưa? Tiếp tục ạ, tấm trăng gần ở chung này. À, có núi, có trăng. Và núi và trăng ấy, vẻ non xa là để chỉ hình bóng, hình ảnh của những ngọn núi ở nơi xa xăm kia kìa. Đấy, thế nhưng mà đối lập với đó, như là một cái biện pháp tiểu đối vậy, thì tấm trăng lại ở gần. Nghĩa là Kiều đang nhìn rất là rõ, nhìn thấy rất là rõ cái hình ảnh vầng trăng, đúng chưa? À, thế là chúng ta thấy là Kiều ở đây phải ở một vị trí như thế nào mà Kiều mới vừa nhìn thấy được khung cảnh phía xa, lại vừa nhìn rõ được vầng trăng ở gần như thế. Nhá, vẻ non xa và tấm trăng gần bây giờ như đang ở trong một khung hình và đang trong trọn vẹn trong cái ánh nhìn của Kiều. Đồng ý chưa? Nhá, trong cái nhìn của Kiều thì bây giờ như thâu tóm gọn ghẽ cả vẻ non xa và cả tấm trăng gần ở đây cơ. Đấy, đồng ý chưa nào? À, thế là từ cảnh thiên nhiên này chúng ta thấy được rằng là chắc chắn Kiều đang phải ở một cái vị trí mà nhìn ra được bao la xung quanh, thì mới thấy được là cái bóng núi ở phía xa và cũng nhìn thấy rõ được cả cái vầng trăng ở gần đây nữa. Đúng chưa? Đấy, đấy là điều đầu tiên nhá. À, thiên nhiên trước tiên là có núi này, có trăng này. Tiếp tục ạ, tiếp tục. Nếu như để hỏi là cái khung cảnh thiên nhiên ở lầu Ngưng Bích này là hẹp hay là rộng, đúng không? Nhá, là to lớn bao la hay là rất nhỏ bé gần gũi, thì chắc chắn rồi, thông qua những từ này chúng mình sẽ hiểu được là nó hẹp hay nó rộng nhá. Bốn bề bát ngát xa trông. À, bốn bề ở đây cũng là để chỉ về cái khung cảnh ở xung quanh, đúng không? Nhưng mà đã là bốn bề rồi là chứng tỏ cũng đã rộng rồi, tức nghĩa là nhìn ra tứ phía, nhìn ra xung quanh như thế. Nhưng cái độ rộng ấy, nhưng cái sự bao la dọn ngập ấy, nó như càng được nhấn mạnh thêm, như càng được tăng cấp thêm, như càng trùng điệp thêm với những từ ngữ như là gì? Bát ngát, xa trông. Đã là bốn bề rồi nhá, là đã đem đến cái cảm giác của sự rộng lớn rồi, mà lại còn bát ngát. Bát ngát thì đã có ý là xa rộng rồi, mà lại còn xa trông nữa các bạn ạ. Ôi, các em thấy không? Câu thơ này được ví như là một cái sự trùng điệp của chiều rộng không gian vậy. Cứ trùng điệp như thế, như từng cái lớp sóng, đem đến cho chúng ta cái cảm giác rất là rộng ngập.
càng ở trong cái không gian rộng lớn như thế mà lại chỉ có duy nhất một con người, một tấm lòng như thế thôi, một một số phận như thế thôi, một cảnh ngộ như thế thôi, thì lại càng cảm thấy trơ trọi. Càng rộng lớn bao nhiêu thì Kiều lại càng cảm thấy trơ trọi, cô đơn và lạnh lẽo bấy nhiêu. Đúng không? Đấy. À, tiếp tục nhá. Thiên nhiên đã hết chưa? Chưa. Thiên nhiên tiếp tục được mở ra với những hình ảnh như sau các bạn ơi. Các bạn tập trung vào đây cùng với chị nhá. Và các em cũng có thể là dùng cái cách trình bày giống như chị, là chúng ta dùng nhiều những cái màu bút khác nhau để đánh dấu cho những cái từ ngữ mà chúng ta sẽ phân tích. Đây cũng là một cái thao tác mà chị sẽ xây dựng thành bài tập về nhà cho các bạn ở trong khóa học Văn VIP, là chúng mình chủ động ghi nhớ kiến thức theo cách của chúng ta, sinh càng sinh động càng tốt, chứ không cần là phải học thuộc lòng từng câu từng chữ. Quan trọng là các bạn có thể nói ra được cái ý hiểu của mình, có thể trình bày được ra cái ý hiểu của mình, và càng logic càng tốt. Đồng ý chưa? Đấy, bởi vì đấy mới là cái căn cốt nhất để chúng ta làm những đề thi, chứ không phải là từng cái phần học thuộc lòng của chúng mình, đúng không? Rồi, ok ạ. Thế thì ở đây quay trở lại với câu hỏi của chị nè. Thiên nhiên đã hết chưa? Đã hết những hình ảnh về thiên nhiên chưa hả các em? Đã hết chưa nhở? À, chưa hết đâu đúng không? Chúng ta còn thấy hình ảnh của những cồn cát vàng nữa. Đây, nhá, cát vàng cồn nọ. Tức nghĩa là để chị hình ảnh của những cái cồn cát vàng, và chứng tỏ rằng là Kiều phải ở một cái vị trí từ trên cao nhìn xuống thì mới thấy những cồn cát vàng như vậy chứ. Đấy, rồi tiếp tục ạ, tiếp tục bụi hồng dặm kia. Ý là để chị ở đây ý, hình ảnh bụi hồng cũng đã được lý giải, cũng đã được chú thích sách, trong sách giáo khoa, để chúng mình thấy được rằng là đó là để chị hình ảnh của những con đường bụi đỏ. Đồng ý chưa? Nhưng mà con đường bụi đỏ ấy không phải là Kiều đang ở đứng ở cái con đường ấy và nhìn về con đường ấy, mà là Kiều đang phải ở một vị trí trên cao nhìn xuống thì mới thấy được rằng là à, con đường ấy bây giờ đang tràn ngập cái màu đỏ của bụi rồi. Đồng ý chưa? Chứ nếu như mà Kiều đứng ở trên chính con đường đó thì sẽ không nhìn thấy điều đó. Với cả cái thứ hai là cũng có ý kiến cho rằng là à, ở đây hình ảnh cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia vừa là hình ảnh tả thực nhưng cũng có thể là hình ảnh trong tưởng tượng của Thúy Kiều. Cụ thể như thế nào một lát nữa đi vào phân tích chi tiết chị lại lý giải cùng với chúng mình nhá. Nhưng mà trước tiên là chúng ta đã thấy được những hình ảnh của thiên nhiên rồi này. Vậy các em ơi, hãy thử tìm ra một điểm chung của những hình ảnh này đi. Thông qua những hình ảnh này thì các bạn nhận xét như thế nào về khung cảnh ở đây? Quay trở lại với câu hỏi đầu tiên là nó rộng hay nó hẹp, đúng không? Nó rộng lớn bao la, trống trải hoang vắng, hay là nó nhộn nhịp tấp nập, vui vẻ vui tươi ở đây? Các bạn có thể đưa ra cái câu trả lời cho chị biết được không nhá? Các bạn hãy thử trả lời cho chị nào, thông qua cái phần mà chị vừa mới chia sẻ thôi, cũng chưa có gì là phân tích cả, chỉ là bóc tách từng từ ngữ và từng hình ảnh thôi, thì các bạn đã đưa ra được cái cảm nhận của mình chưa? Xem là cái khung cảnh ở đây là khung cảnh như thế nào nhỉ? Rộng hay là hẹp này, đấy, ở trống trải hoang vắng hay là tấp nập vui tươi này, đồng ý không? Tất nhiên rồi, ở đây làm gì có gọi là tấp nập vui tươi ạ, đúng không ạ? Nhá, đã bảo là trùng điệp của sự rộng lớn rồi thì lấy đâu ra là cái không gian hẹp hòi ở đây nữa rồi, đúng không? Tất cả đều đem đến một cái cảm giác về một không gian rất rộng lớn, mênh mông đến hút tầm mắt luôn. Và vị trí của Kiều ở đây, có lẽ Kiều đang ở bên trên lầu cao, thế nên là Kiều có thể trông ra tứ phía này và cảm nhận được trọn vẹn tất thảy cái sự rộng lớn bao la và trống trải hoang vắng ấy. Thế nên rằng càng cảm nhận được cái sự rộng lớn thì chúng ta lại càng cảm thấy thương thay cho số phận của Kiều trong tình cảnh này, đúng không? Bởi vì con người thì bé nhỏ giữa thiên nhiên như thế, và bây giờ thiên nhiên càng rộng lớn thì chứng tỏ là con người lại càng trở nên trơ trọi. Rồi, đồng ý chưa nào? Rồi, thế thì bây giờ các bạn, từ cái việc mà chúng ta khai thác bước đầu như thế, quan trọng là các bạn phải hiểu được đã, sau đó chúng ta mới viết được sâu, đúng chưa? Thì trước tiên là trong khóa Văn VIP, thì đối với những cái văn bản văn học trung đại, chị cũng hay thường làm cái thao tác là phải giải thích cho các bạn trước này, có cái từ ngữ nào khó hiểu, giải thích cho chúng mình trước, để chúng mình có những cái bước hiểu đầu tiên cái đã, nhá. Sau đó thì sẽ lại tiếp tục đi vào phân tích chi tiết, để tránh trường hợp là các bạn sẽ chỉ tham gia và cặm cụi ghi chép, đồng ý chưa? Mà sau đó thì lại chưa có đủ thời gian để ngẫm và để hiểu được về từng câu.
Đó, thế thì bây giờ ở đây chị đã cùng với chúng mình chúng ta khai thác bước đầu để hiểu, để hình dung ra được đã nhá, để hình dung ra được là Kiều đang ở một vị trí như thế nào và cái không gian bao trọn xung quanh nàng như là đang nuốt trọn nàng vậy thì là một không gian như thế nào, đúng không? Đó, đó sẽ là một cái không gian rất rộng lớn, rất trống trải, hoang vắng, bao la, rợn ngợp. Rồi, thế thì bây giờ các bạn có thể ghi lại cho chị một số những cái ý chính như thế này với 6 câu đầu nhá. Với 6 câu đầu thì cái bố cục phân tích của chúng ta sẽ là như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ thấy được hoàn cảnh, cái cảnh ngộ của Kiều ở trong cái tình cảnh này, thể hiện qua câu đầu này này nhá. Hoàn cảnh của Kiều, đồng ý chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ thấy được về thiên nhiên nơi lầu Ngưng Bích, đồng ý không nào? Thể hiện qua tiếp tục câu 2, câu 3, câu 4, câu 2, câu 3, câu 4. Đấy, thể hiện qua ba cái câu này nhá, thể hiện qua ba câu này, đồng ý chưa? Đây là thể hiện về thiên nhiên. Rồi, và sau đó ý thứ ba của chúng mình là từ cái khung cảnh thiên nhiên ấy, từ những cái cảm nhận của chúng ta thì tác giả bắt đầu gợi mở về tâm trạng của Kiều. Chúng ta có hai câu cuối để thấy được tâm trạng của nàng Kiều nhá. Đồng ý chưa? Đây, tâm trạng của Kiều sẽ thấy được qua hai câu này. Rồi, thế bây giờ chúng mình sẽ đi vào từng phần một ạ. Trước tiên là hoàn cảnh của Kiều. Nào, hoàn cảnh của Kiều ở đây, hãy đọc thật là kỹ cho chị câu thơ này. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân. Thế thì trước tiên nhá, chúng ta thấy này. Lầu, ok. Thế nếu mà các bạn ấn tượng với chữ lầu này, chúng ta sẽ thấy là nếu mà các em xem phim xem phim cổ trang nhiều ấy, chắc là các bạn cũng thấy là hình ảnh lầu cao gác tía thường sẽ là những cái nơi mà nó rất là hữu tình, đúng không? Nó rất là lãng mạn, đem đến cho chúng ta những cái khung cảnh rất là yên bình. Nói chung là nơi lầu cao đã gợi đến cái cảm giác của cái sự thoáng đãng rồi này. Đấy, và đã thế là trong cái bối cảnh ngày xưa thì đấy là một cái nơi mà thường gắn liền với cả những khuê nữ hoặc là trai thanh nữ tú, họ sẽ lên đó để ngắm cảnh này, đúng không? Nói chung là cái ấn tượng đầu tiên với cái chữ lầu ấy là ấn tượng của những cái khung cảnh hữu tình. Thế nhưng cái lầu này nó lại có một cái tên rất đặc biệt nhá, là lầu Ngưng Bích. Ngưng Bích ở đây là tên lầu. Nhưng mà Ngưng Bích thì có ý nghĩa là gì? Ngưng là ngưng động, Bích ở đây là sắc xanh, đúng không ạ? Nhá, đấy, thế nên là Ngưng Bích có nghĩa là động, động lại sắc biếc. Ôi, vừa mới có một cái ấn tượng về cái khung cảnh hữu tình xong thì ngay sau đó tên của cái lầu ấy thôi lại đem đến cảm giác của một cái sự u sầu, động lại sắc biếc mà, đúng không nhá? Vốn cái nơi lầu cao là nơi thiên nhiên nên thơ và hữu tình, nhưng cái tên của cái ngôi lầu ấy lại đem đến một cảm giác có sự bất hạnh ở đây, động lại sắc biếc, đúng không? Gắn vào trong cuộc đời của con người thì phải chăng đây chính là cái nơi mà giam giữ tuổi xuân của con người, đúng chưa? Và cái ý, cái nội dung đó càng được khẳng định rõ trong từ khóa xuân. Khóa xuân ở đây là khóa kín tuổi xuân, đúng không? Ý là để chỉ rằng là cái nơi lầu Ngưng Bích này này là nơi khóa kín tuổi xuân. Đấy, là nơi khóa kín tuổi xuân, hay nói cách khác là Kiều đang bị giam lỏng, đang bị cấm cung ở chính cái lầu Ngưng Bích này, đúng không? Đó, nên là từ câu đầu tiên thôi là chúng ta đã thấy được cái cảnh ngộ đáng thương của Kiều rồi. Rồi, thế thì bây giờ các bạn có thể chú ý cho chị một số những từ ngữ. Trước tiên nhá, là khung cảnh nơi lầu cao gác tía là gợi đến cho chúng ta cái hình dung về một nơi có thiên nhiên nên thơ và hữu tình. Đó, đồng ý chưa? Thế nhưng mà ở đây, tên của ngôi lầu ấy lại là lầu Ngưng Bích, có ý nghĩa là đọng lại sắc biếc. Đồng ý không nào? Rồi tiếp tục ạ, tiếp tục. Cái ý nghĩa này đã phần nào khiến cho chúng ta có cảm giác về một cái sự buồn tủi và bất hạnh rồi, đúng không? Bởi vì là nếu như sắc biếc ở đây là để ví cho cái quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của con người mà bây giờ nó bị ngưng động lại, đã đem đến cảm giác của sự bất hạnh rồi, mà tiếp tục tác giả còn dùng từ khóa xuân. Từ khóa xuân này là gọi lên cho chúng ta nhớ về một điển tích về việc Tào Tháo
xây đài Đổng Tước với dự định là cứ hễ đánh được nước Ngô thì sẽ bắt hai mỹ nhân của Đông Ngô, đó chính là nàng Đại Kiều và nàng Tiểu Kiều về để mà mua vui. Thế nên mới có câu là một nền Đổng Tước khóa xuân hai kiều. Thì từ khóa xuân ở đây cũng được hiểu với ý nghĩa tương tự như vậy, là nơi mà cầm tù, là nơi giam lỏng, là nơi khóa kín tuổi xuân. Đồng ý chưa ạ? Vậy thì từ tất cả những từ ngữ ấy khiến cho chúng ta hình dung cảnh ngộ của Kiều ở đây rất đáng thương. Đúng không ạ? Nhá, một cảnh ngộ vô cùng đáng thương của Kiều. Khi mà nàng đang ở trong cái độ đẹp nhất, nàng đang ở cái quãng thời gian thanh xuân mà. Thế mà tất cả những gì tươi đẹp ấy dường như ngưng động lại, dường như bị khóa kín lại, dường như bị cầm tù, bị giam giữ lại ở chính cái lầu ngưng bích này. Thì đó không phải là một cảnh ngộ đáng thương, thì là cảnh ngộ xứng đáng để vui mừng ư? Đúng không? Đấy, nên là ngay từ câu đầu chúng ta đã thấy được cái sự buồn khổ của Kiều, cái sự buồn tủi bất hạnh của Kiều khi ở trong cảnh ngộ đáng thương này. Mà lại kết hợp với nội dung về vị trí của đoạn trích thì ta cũng hiểu là Kiều đang bề bộn trong những cái tâm trạng khổ đau như thế nào. Ngay trước đó thôi, nàng đã từng nghĩ đến chuyện là tự tử cơ mà. Thế mà bây giờ nàng còn bị giam lỏng, bị khóa kín tuổi xuân. Đấy, bị giam lại cái thanh xuân của mình ngay tại nơi lầu ngưng bích này. Thì giống như là nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, nỗi đau nối tiếp nỗi bất hạnh vậy. Đó, đồng ý chưa? Và từ một câu như thế này thôi, tác giả đã dần hình thành nên và giúp cho chúng ta có cái cơ sở để hiểu được bút pháp tả cảnh ngộ tình trong những câu tiếp theo. Nghĩa là đây là một câu góp phần gợi mở về tâm trạng của Kiều, là cái hoàn cảnh rất đáng thương như thế thì chắc chắn là Kiều không thể vui được rồi. Đúng không? Và khi mà tâm trạng con người đã không mang một cái niềm vui rồi, đã thấm đượm một nỗi buồn như thế rồi thì khi nhìn ra xung quanh, đúng không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì tất cả những khung cảnh xung quanh của Kiều như cũng mang cái màu buồn ấy, như cũng mang cái nỗi lòng và tâm trạng của nàng. Thế nên là đến với những câu sau, ta sẽ thấy được bút pháp tả cảnh ngộ tình của tác giả. Các em ạ, đồng ý chưa? Đến với những câu sau chúng ta sẽ thấy được cái bút pháp tả cảnh ngộ tình của tác giả. Nếu như câu đầu là một sự chuẩn bị gợi mở để ta thấy được cảnh ngộ của Kiều, cũng là phần nào thấy được tâm trạng của nàng nữa, thì những câu sau mặc dù là đặc tả về thiên nhiên đấy, đúng không ạ? Mặc dù là diễn tả khắc họa về thiên nhiên đấy, nhưng qua đó ta vẫn cảm nhận được tâm trạng của nàng. Đó là một sự cô đơn, một cái sự trống trải, đúng không? Một nỗi buồn như thấm đượm trong từng ánh nhìn của Kiều vậy. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ bước sang câu tiếp theo nhé. Trước tiên thì các bạn ơi, chúng mình đã hiểu được câu đầu tiên chưa? Hiểu được cảnh ngộ đáng thương của Kiều trong câu này chưa nhở? Hình dung ra chưa? Hiểu được chưa nào? Các bạn có thể bình luận hoặc phản hồi bằng cách là chúng mình thả tim này hoặc là thả like giúp cho chị để chị biết là chúng mình đã hiểu nhá. Chắc là có những bạn ở khóa học mùa hạ chắc cũng quen với cả cái hướng dẫn đấy của chị rồi đúng không? Bởi vì khi chúng mình học ấy, nhiều khi ghi chép vẫn còn đang mãi ghi chép, không đủ thời gian để mà gõ để mà bình luận. Đồng ý chưa? Thế nên là các bạn chọn cách là phản hồi bằng cảm xúc giúp cho chị cũng được nhá, cũng được. Đấy. Rồi, đồng ý chưa? Rồi chị thấy nhiều tin thế này thì chắc là ổn đúng không? Rồi, thế thì bây giờ tiếp tục nhá. Tiếp tục, các bạn tập trung vào đây cùng với chị này. Khi mà chúng ta bắt đầu tìm hiểu thì cứ lần lượt bóc tách. Đặc biệt đối với văn học trung đại thì cái việc đó lại càng cần thiết hơn. Rồi, thế thì sau khi chúng ta thấy được hoàn cảnh của Kiều ở đây, chúng ta sẽ dần dần đến với cả những câu mà tác giả miêu tả về thiên nhiên, nhưng qua đó là để gợi mở tâm trạng của nàng Kiều. Chúng ta đến với ý thứ hai, dẫu sao thứ hai là về thiên nhiên nhá. Nhưng mà chị xin phép là sẽ sang trang tiếp theo. Đồng ý chưa? Nào, sang trang tiếp theo nào. Chúng ta có dấu sao thứ hai. Đó là về thiên nhiên nơi lầu ngưng bích. Chúng ta có thể gọi đó là một bức tranh thiên nhiên nhuốm màu tâm trạng nhá. Thiên nhiên nơi lầu ngưng bích. Rồi, đồng ý. Quay trở lại với những câu thơ này. Ở đây các bạn sẽ dần dần quen thôi, bởi vì là luôn luôn trong quá trình hướng dẫn các bạn là sẽ một bên là tác phẩm, một bên là nội dung, chứ sẽ không xa rời tác phẩm đâu nhá. Chỉ cần nhớ được thơ thôi, bởi vì cái mục tiêu của chị là chỉ cần các bạn nhớ được
nội dung tác phẩm thôi là các bạn có thể phân tích được rồi, chứ không cần là chúng ta phải học thuộc lòng quá nhiều. Việc chúng ta đọc thêm hay là học thêm thì chúng ta sẽ tham khảo thêm về cách diễn đạt và vốn từ ngữ, còn cái căn cốt là chúng mình sẽ có được kiến thức sau những cái buổi học như thế này. Đồng ý chưa? Thế thì tiếp tục nhá. Sau cái câu thơ nêu ra hoàn cảnh của Thúy Kiều thì tác giả đã vận dụng ngòi bút tả cảnh ngộ tình để vẽ nên cái khung cảnh, vẽ nên cái không gian thiên nhiên nơi lầu Ngưng Bích, nhưng qua đó cũng góp phần gợi mở về tâm trạng của nàng Kiều. Về cái khung cảnh nơi lầu Ngưng Bích này, trước tiên chúng ta thấy là khoảng thời gian ở đây là vào lúc nào ạ? Theo các em, cái thời điểm mà tác giả đang khắc họa ở đây là thời điểm bình minh ư? Hay là hoàng hôn? Hay là giữa trưa? Hay là đêm tối? Theo các bạn nào, nhá, đọc kỹ những câu này giúp cho chị này. Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung. Thế thì theo các em là ở đây khoảng thời gian đang là cái thời điểm hoàng hôn hay là bình minh, đang ở lúc giữa trưa hay là lúc đêm tối, nửa đêm đây? Rồi, một số bạn bình luận nhưng mà chị cũng chưa đọc được. Nhưng ở đây chị cũng đọc được một số những bình luận của chúng mình này. Rồi, hoàng hôn à, cuối ngày à? Tại sao chúng mình lại biết? Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ dựa vào hình ảnh là tấm trăng gần. Đúng không? Có trăng rồi. Thế nhưng mà cũng không phải là buổi đêm đâu. Không phải là một đêm trăng sáng đâu. Mà ở đây chúng ta sẽ thấy này. Nhá, là cái khung cảnh được gọi lên ở đây là cái khung cảnh hoàng hôn, được thể hiện và chúng ta cảm nhận được cái điều đó thông qua là vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung. Nghĩa là trời vẫn còn đủ sáng để mà Kiều thấy được bóng núi ở phía xa xa, đúng không? Nhưng mà trăng đã xuất hiện rồi. Đấy, trăng đã xuất hiện rồi. Với một cái mảnh trăng như thế, với một tấm trăng như thế. Đó, vậy nên rằng là đây sẽ là cái khung cảnh lúc hoàng hôn. Khi mà hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đấy, rồi đồng ý chưa? Nào, về mặt thời gian thì chúng ta thấy được đây là khoảng thời gian lúc hoàng hôn. Đấy, và các bạn cũng biết đấy, trong tâm thức của con người Á Đông thì khoảng thời gian hoàng hôn là một cái khoảng thời gian, là cái khoảnh khắc dễ khơi gợi lên nỗi buồn. Đúng không? Nếu mà chúng mình đã từng đọc đoạn trích cảnh ngày xuân cũng thấy đấy. Tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thần giang tay ra về. Trong khi trước đó, nhưng ngay trước đó thôi là cảnh lễ hội rất là nhộn nhịp vui tươi. Nhưng hoàng hôn buông xuống cái là đánh dấu và cũng là một tín hiệu để con người biết rằng là một ngày bắt đầu khép lại rồi. Đó, thì trong tâm thức của con người Á Đông với nền văn minh lúa nước thì một ngày ấy, cái tâm thức về thời gian của chúng ta cũng gắn liền với cái quá trình lao động. Nên là bình minh là lúc mới bắt đầu lao động, bắt đầu một cái ngày mới để lao động, thì sẽ là lúc mà thường gắn liền với niềm tin, hy vọng, cái sự sảng khoái, cái sự say mê, đúng không? Đấy, thế nhưng mà hoàng hôn là lúc mà một ngày lao động bắt đầu khép lại. Đồng ý chưa? Thì nó cũng là một cái khoảng thời gian thường gắn với nỗi buồn, gắn với những cái gì nó cứ man mác trong tâm trạng ấy. Thế nhưng ở đây, cái khung cảnh hoàng hôn này đối với Thúy Kiều là một người con trong cảnh tha hương lưu lạc, vừa trải qua biết bao nhiêu những nỗi đắng cay như thế, thì hoàng hôn này còn là một hoàng hôn buồn hơn thế. Đúng không ạ? Nhá, một khoảnh khắc dễ khơi gợi nỗi buồn. Đặc biệt là đối với nhá, đặc biệt là khi con người ta trong hoàn cảnh tha hương và lưu lạc giống như Thúy Kiều ấy. Đồng ý chưa? Và khung cảnh hoàng hôn này là ta có thể cảm nhận được thông qua hình ảnh là vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung. Đồng ý chưa nào? Rồi, tiếp tục nhá, đấy là về thời gian. Đồng ý, thời gian là cũng đã góp phần thể hiện nỗi buồn rồi. Thế nhưng nỗi buồn ấy càng được xoáy sâu khi chúng ta cảm nhận về bức tranh thiên nhiên trong không gian nơi lầu Ngưng Bích. Nào, về mặt không gian ạ, có người cho rằng ý là 6 câu đầu này này là một bức tranh tâm trạng và cũng là một bức tranh thiên nhiên được gợi mở ra ở những chiều kích cả về bề rộng, chiều cao và bề sâu của khung cảnh.
thì tại sao người ta có thể khẳng định với ba cái chiều kích như thế mà gợi mở ra không gian ở đây? Thì trước tiên, như vừa rồi chị vừa gợi mở với chúng mình, thì ta thấy được là, à, ta sẽ dùng những tính từ như thế nào để nói về không gian này? Chắc chắn rồi, đó sẽ là sự mênh mông này, đúng không? Đó là cái sự rợn ngợp, rộng lớn, trống trải, hoang vắng. Đồng ý không? Và tất cả cái sự mênh mông, để làm nổi bật được cái sự mênh mông, rộng lớn, hoang vắng ấy, tác giả đã miêu tả để cho cảnh vật được mở ra theo cả chiều rộng. Cảnh được mở ra ở cả ba chiều kích, đó là chiều rộng, chiều cao và bề sâu. Đồng ý chưa? Cụ thể như thế nào? Nào, về chiều rộng ạ. Thì những hình ảnh nào giúp cho chúng ta thấy được cái sự rộng lớn bao la của khung cảnh này? Trước tiên, đó chính là hình ảnh vẻ non xa và tấm trăng gần, như đang ở trong một khung hình nhá. Đấy, đồng ý chưa? Vẻ non xa, tấm trăng gần ở chung nghĩa là như thế này. Bình thường các bạn thử hình dung nhá, chúng ta nhìn một cái đối tượng ở xa và một đối tượng ở gần ấy, thì sẽ cảm nhận được cái độ rộng của không gian đó. Vừa nhìn thấy được cái điều ở xa, vừa nhìn thấy được hình ảnh ở gần cơ mà. Thế thì ở đây, trong cái câu thơ này, ý là để nói rằng là, à, trong ánh nhìn của Kiều, như thu gọn cả về cái bóng núi phía xa xa và cả tấm trăng gần ở ngay trước mặt. Nên từ cái hình ảnh đó thôi là chúng ta đã cảm nhận được khung cảnh ở đây rất rộng lớn, đúng không? Nhá, rất rộng lớn và mở ra đến mút tầm mắt cơ mà. Nhìn thấy được cả cái ở xa, cái bóng núi ở xa như thế. Và cũng nhìn thấy rõ được tấm trăng ở gần. Tất cả như trong một ánh nhìn, trong một khung hình. Đấy, đấy là chiều rộng đầu tiên nhá. Cái ấn tượng đầu tiên về cái sự rộng lớn bao la này. Tiếp tục ạ, sự rộng lớn ấy như càng được trùng điệp thêm trong câu bốn bề bát ngát xa trông. Ở đây là cả một sự tài tình của tác giả Nguyễn Du trong việc chọn lọc từ ngữ, khi mà bốn bề đã là để chỉ về cái không gian ở bốn xung quanh rồi, đúng không ạ? Nhá, là cái không gian ở xung quanh Kiều rồi, đã đem đến cái cảm giác của sự rộng lớn rồi. Nhưng bốn bề ấy còn bát ngát nữa cơ, là còn xa và rộng hơn nữa cơ. Và chưa dừng lại ở bát ngát, tác giả còn nhấn mạnh xa trông. Đấy, nó khiến cho chúng ta cảm giác câu này giống như là một sự trùng điệp, đúng không? Một sự trùng điệp của chiều rộng không gian. Cảm giác như là càng nhìn thì càng thấy rộng lớn, càng nhìn thì càng thấy bát ngát xa trông, càng nhìn thì càng cảm thấy là trống trải và hoang vắng. Bởi vì không gian càng lớn thì con người lại càng bé nhỏ, không gian càng mở rộng thì như càng đang nuốt trọn một tấm thân còn đang cô đơn lẻ loi ở nơi này, đúng không? Nên là không gian ấy càng rộng thì ta lại càng cảm nhận được cái sự trơ trọi, cô đơn của Thúy Kiều, đúng chưa các bạn nhá? Đấy, không gian càng rộng thì ta càng cảm nhận được sự trơ trọi, cô đơn của nàng Kiều khi đứng giữa không gian ấy. Chúng ta cũng thế thôi, đúng không nhá? Chúng ta cũng thế thôi. Thứ nhất là nếu như ở giữa một không gian rộng lớn như thế thì sẽ có hai cảm giác đối với con người bình thường. Một là cảm giác muốn chinh phục, cảm giác cảm thấy rất là thoáng đãng, kiểu như là lúc mà các em đang ôn thi cật lực ấy, sau đó chúng ta có kết quả thi tốt này, xong rồi chúng mình được đi du lịch này, chúng mình đến những cái nơi mà có thể phóng tầm mắt ra xung quanh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên tổ quốc, chúng mình sẽ cảm thấy là không phải là một sự sợ hãi đâu, mà chúng mình sẽ mong muốn có thể chinh phục và mong muốn được ôm trọn tất cả những cái khung cảnh đẹp đẽ ấy, đúng không? Đấy là cái tâm trạng đầu tiên. Và cái tâm trạng thứ hai đó chính là sự sợ hãi. Bởi vì rộng quá nên cảm thấy mình quá bé nhỏ, cảm thấy mình như là bị nuốt trọn giữa cái không gian ấy vậy. Thế thì nàng Kiều ở đây sẵn đã ở trong một cái tâm trạng buồn khổ rồi thì làm sao có được cái niềm hào hứng say mê ôm trọn tất cả vào lòng, đúng không? Mà chắc chắn tâm trạng của Kiều sẽ là cái hướng thứ hai, là một sự sợ hãi, cảm thấy mình càng bé nhỏ, cảm thấy mình đang bị nuốt trọn bởi chính cái không gian này vậy. Đúng chưa các bạn?
nhá, hiểu ý chị không nào? Đó, thế nên rằng ở đây mặc dù nói rằng là phân tích xong về hình ảnh thiên nhiên rồi chúng ta sẽ gợi mở về tâm trạng của Kiều, nhưng quan trọng ở đây là tác giả dùng ngòi bút tả cảnh ngộ tình, nên cứ tương ứng với một đặc điểm của cảnh, ta sẽ thấy được một tâm trạng của Kiều. Ừ, đồng ý chưa nào? Tiếp tục nhá, đấy là chiều rộng ạ. Thế còn chiều cao và bề sâu thì như thế nào? Chiều cao và bề sâu thì được gợi mở thông qua hình ảnh là cát vàng cồn nọ, bụi hồng dạng kia. Đồng ý chưa? Nhá, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dạng kia chứng tỏ rằng là Kiều đang ở trên cao. Nếu như đây là hình ảnh tả thực nhá, thì Kiều đang ở trên cao. Để mà thấu cảm được, để mà hiểu rõ được cả về cái độ rộng lớn của không gian và cả về cái độ cao chót vót của cái ngôi lầu này, nên là Kiều đã càng cô đơn rồi, bây giờ lại càng cảm thấy nhỏ bé hơn nữa. Nếu như mà nhỏ bé nhưng mà đứng ở bên dưới đi thì ok, còn gần với cả mặt đất, nhưng ở đây Kiều còn đang ở trên cao cơ. Lầu cao mà, đúng không? Còn ở trên cao nữa cơ. Cảm giác như cứ một mình trơ vơ giữa cái không gian ấy. Đấy, nên nếu như hình ảnh cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia là một hình ảnh tả thực, thì chúng ta thấy được vị trí của Kiều đang ở trên cao. Nàng phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, sau đó thì nhìn xuống dưới và thấy được những cái khung cảnh ở bên dưới mặt đất, là những cồn cát vàng này, là những con đường bụi đỏ này. Đồng ý chưa? Đấy, nhưng nếu như đây là những hình ảnh trong tưởng tượng, không phải là thực cảnh nữa mà là tâm cảnh đi, nghĩa là chỉ diễn ra trong tưởng tượng của nàng Kiều thôi. Tại sao lại có ý kiến này? Các bạn ạ, không biết các em đã hiểu được hình ảnh cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia chưa? Trước tiên là đây là hình ảnh, nếu như hiểu theo một nghĩa độc lập nhá, là để chỉ những cồn cát màu vàng nhá. Đấy, những cái cồn cát màu vàng mở rộng ra xung quanh là những con đường bụi đỏ. Đúng không? Là ý là để chỉ những cái con đường mà khi có vó ngựa đi qua ấy. Đấy, khi mà có tấp nập người qua lại thì nó sẽ có những cái màn bụi bắt đầu phất lên như thế. Thế nên là ở đây người ta bắt đầu suy nghĩ rằng là phải chăng đây là một khung cảnh diễn ra trong tưởng tượng của Thúy Kiều, khi mà nàng đang cô đơn quá và nàng đang nghĩ về chính cái tuổi xuân của mình, đúng không? Nhận thức được là mình đang bị khóa kín tuổi xuân, mình đang cô đơn trơ trọi. Ở nơi này, nàng suy nghĩ và nhớ về, tưởng tượng ra những cái khung cảnh của cái sự tấp nập. Bởi vì những con đường bụi đỏ là những cái con đường mà phải có sự tấp nập người qua lại, đúng không? Là phải có vó ngựa ở đó thì mới có thể phất lên những cái đợt bụi như thế, phất lên một cái màu bụi đỏ như thế cơ mà. Đó, nên là nếu như đặt ở trong cái khung cảnh này thì con đường bụi đỏ, một con đường tấp nập như vậy, hơi vô lý đúng không? Đó, nên là người ta có ý kiến cho rằng, hoặc ở đây chúng ta có thể nêu ra, phải chăng đây không chỉ là khung cảnh tả thực mà còn là tâm cảnh diễn ra trong tưởng tượng của Thúy Kiều, để thấy được rằng nàng đang nghĩ về những hình ảnh gắn liền với tuổi xuân của con người, nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy những điều đó xa xôi. Đó, và chính bởi vì cảm thấy điều đó xa xôi, những cái điều vốn dĩ là sẽ gắn liền với tuổi xuân của con người, khi mà tuổi xuân thì con người phải nghĩ đến những điều tấp nập vui vẻ chứ, đúng không? Nhưng bây giờ nàng càng nghĩ đến điều đó, nhìn lại mình lại càng cảm thấy tủi hổ. Nên câu này ngay sau đó sẽ là câu tiếp theo: bẽ bàng mây sớm đèn khuya. Hiểu ý chị không ạ? Nghĩa là bây giờ nhá, Kiều đang hình dung về những cái điều mà đáng lẽ ra tuổi xuân của nàng sẽ được trải qua, sẽ được đắm chìm ở trong đó. Nhưng càng nhìn, càng nhận thức về thực tại thì lại càng cảm thấy đau đớn và bẽ bàng. Bởi vì lấy đâu ra cái điều đó? Mình đâu có được có cái điều đó đâu. Đấy, nên là ngay sau câu này thì chính là tâm trạng của Kiều: bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Đồng ý chưa? Đấy, nên là dù là hiểu theo ý nghĩa nào, ta cũng thấy được rằng cảnh vật ở đây không những được gợi mở ở chiều kích của bề rộng, mà còn được mở rộng ở cả chiều cao và bề sâu, để càng nhấn mạnh hơn nhá, như càng xoáy sâu hơn, khoét sâu hơn vào cái nỗi cô đơn. Đấy, nhấn mạnh nỗi cô đơn, đau đớn và tủi hổ của nàng Kiều. Chắc chắn rồi, cô đơn chứ, càng cảm thấy nhỏ bé. Tủi hổ của nàng Kiều.
Rồi, đồng ý chưa? Và tiếp tục, đã gọi là thiên nhiên thì ta không thể không nêu ra những cái đối tượng được khắc họa ở đây, những cái cảnh vật được khắc họa ở đây nhá. Đấy, trong cái chiều rộng, chiều cao và bề sâu đó nổi bật lên là những cái hình ảnh thiên nhiên. Xa là núi, đúng không? Trước mặt là trăng. Rồi gì nữa? Bên dưới có những cồn cát vàng, là những con đường bụi đỏ. Đúng chưa? Đấy, nhá. Thế thì các bạn ơi, nếu như chúng ta gạt bỏ sang cái phần về tâm trạng của Kiều đi, thì các bạn có thấy cảnh này là một cảnh rất đẹp không? Rất nên thơ đấy chứ, đúng không? Nơi lầu cao nhá, trông ra thấy núi, thấy trăng. Đấy, nhìn xuống thấy cát vàng, thấy bụi đỏ của những con đường. Một khung cảnh thiên nhiên vốn đẹp mà, đúng không? Nhá, khung cảnh thiên nhiên, cảnh vật ở đây đều là những cái cảnh vật gắn liền với với cái vẻ đẹp của thiên nhiên, gắn liền với sự thơ mộng. Nhưng nào, cảnh vật ở đây thơ mộng đấy, đẹp đấy, thế nhưng mà nó lại vô cùng quạnh hiu. Đấy, đồng ý chưa ạ? Nhưng rất là quạnh hiu. Đồng ý chưa? Rất là lặng lẽ, không có một cái sự dữ dội gì ở đây cả, không có bất cứ một cái đánh động gì của âm thanh ở đây cả. Mọi thứ nó cứ như là đang đứng yên ấy. Đấy nhá, nên là cảnh thì thơ mộng đấy, cảnh vật thì thơ mộng đấy, nhưng mà đem đến một cảm giác của sự quạnh hiu, lặng lẽ, thiếu vắng hơi thở của cuộc sống con người, nên càng khiến cho Kiều cảm thấy rợn ngợp và sợ hãi. Đúng chưa các bạn? Nhá, đấy, càng cảm thấy rợn ngợp và sợ hãi. Vậy tóm lại, thông qua tất cả những hình ảnh này, chúng ta thấy được tác giả Nguyễn Du đã sử dụng bút pháp tả cảnh ngộ tình. Để làm gì ạ? À, để thể hiện, để mà thông qua cảnh thiên nhiên rợn ngợp bao la, để góp phần khắc họa tâm trạng cô đơn lẻ loi của Thúy Kiều. Đồng ý chưa nào? Nhá, để góp phần khắc họa tâm trạng cô đơn lẻ loi của Thúy Kiều. Và từ sau cái khung cảnh này thôi, tác giả như nhập tâm vào đúng cái tâm trạng của Kiều, để mà làm nổi bật lên tâm trạng của nàng. Không còn là gửi gắm qua cảnh nữa, mà giờ đây tác giả nêu trực tiếp luôn nỗi niềm của nàng Kiều. Chúng ta có phần thứ 3, dấu sao thứ 3 ở đây chính là nỗi niềm của Kiều các bạn ạ. Nhá, đó, ở đây chúng ta thấy này, nếu như là trong 3 câu này đi, là tác giả Nguyễn Du chưa có từ ngữ nào nói về tâm trạng cả. Hoàn toàn là miêu tả thiên nhiên nhá. Còn những cảm nhận về tâm trạng của Kiều là chúng ta cảm nhận được thông qua cái khung cảnh thiên nhiên ấy. Đúng chưa? Nhưng bước sang 2 câu sau là tác giả bộc lộ trực tiếp luôn rồi. Thông qua một từ. Đây, thông qua từ đầu tiên là thông qua từ bẽ bàng ạ. Bẽ bàng này là từ để miêu tả tâm trạng mà. Đúng không? Và thêm nữa, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Rồi các bạn ơi, nào ở đây chúng ta sẽ cùng bước sang cái phần về tâm trạng của nàng Kiều nhá. Và chị có một số những cái sự tìm hiểu rất là hay muốn chia sẻ cùng với chúng mình. Nên là các bạn còn ở đó không? Chúng mình ơi, chúng mình còn ở đây không? Các bạn có hiểu rõ không nào? Có muốn chị chia sẻ về 2 câu cuối cùng này không? Ừ. Và chúng mình đã chia sẻ để mà chúng mình nhận tài liệu đầy đủ của buổi này chưa? Đây các bạn nhớ nhá, vào học cái các bạn có thể chụp ảnh màn hình lại chính cái phần phát trực tiếp của chị như thế này này. Sau đó chúng mình chia sẻ về trang cá nhân và cuối cùng là nhắn tin về cho fanpage để nhận tài liệu đầy đủ chi tiết về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Có kèm theo cả những cái nhận định liên hệ mở rộng, có kèm theo cả những cái tri thức nền để các bạn hiểu được về mối tình của Kim Trọng và Thúy Kiều nữa. Nên là rất là nhiều điều bổ ích đang chờ đợi chúng ta trong tập tài liệu này và cũng là trong buổi hôm nay nữa. Nên chị mong rằng là các bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để được nhận tài liệu này nhé. Đồng ý chưa? Đó, nếu bạn nào mà chưa tham gia ấy, là sẽ hết cơ hội luôn. Bởi vì sau khi buổi học này kết thúc, thà sẽ không thể nào chụp ảnh màn hình lại được. Đúng không? Các bạn chụp ảnh màn hình thì không còn chữ trực tiếp, cũng không còn số lượng người xem ở góc màn hình nữa. Nên là cái phần chụp ảnh đó sẽ không được chấp nhận. Nên các bạn đã làm cái thao tác đấy chưa? Đồng ý chưa nào? Chúng mình ơi, chúng mình có còn ở đây không? Chị thấy là chỉ có những bạn nào kiên nhẫn đến cùng thôi là chúng ta vẫn còn đang ở đây học cùng với chị. Và thường ý thì những cái kiến thức hay sẽ nằm ở phía sau. Những cái phần đầu tiên là mang tính gợi mở thôi, đúng không? Và thêm nữa này là khi học trong khóa học thì
thì chị cũng phải nói trước với chúng mình, đấy là chúng mình sẽ học mỗi buổi là từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Nên là rất mong muốn các bạn có một cái sự bền bỉ và xác định trước tinh thần đi. Đã học rồi thì không còn cái tâm thế vừa học vừa chơi nữa đâu. Mặc dù chị cũng rất cố gắng để chúng ta học trong sự thoải mái nhất, nhưng cái gì cũng phải có cái quy định, cũng như là cũng phải có xác định tinh thần ngay từ trước như vậy. Đồng ý chưa nào? Nên là ngay từ buổi hôm nay, sau buổi hôm nay là đến tối nay là khai giảng rồi. Nên các bạn nào muốn đăng ký khóa học Văn VIP thì cũng chuẩn bị trước cho chị cái tâm lý như thế đi nhá. Xác định trước một cái sự nghiêm túc mỗi khi chúng ta bước vào buổi học. Đồng ý chưa nào? Rồi, chị đồng ý. Ở đây chị thấy rất là nhiều bạn vẫn còn tiếp tục theo dõi. Thế nên là tiếp tục chúng ta sẽ bước sang phần tâm trạng của nàng Kiều. Đồng ý chưa? Hôm nay là buổi học thử nên là chị đã dạy rất là kỹ cùng với chúng mình, cũng giống như cách chúng ta sẽ học ở trong khóa học. Nhưng trong khóa học sẽ có những cái sự ghi chép đầy đủ hơn nữa này. Đồng ý chưa? Nhá, đấy, sẽ có những sự ghi chép đầy đủ hơn nữa này. Thế nên là chị thấy tốc độ này chắc là cũng không bị quá nhanh với chúng mình đâu, đúng không? Cũng không bị quá nhanh với chúng mình đâu. Rồi, tiếp tục bây giờ chúng ta bước sang hai câu tiếp theo. Mà đã thế nhá, các bạn là những bạn chúng ta chưa bao giờ được học về những văn bản này nên sẽ cần nhiều hơn thời gian để chị giải thích nữa. Nên cứ bình tĩnh, chúng ta cứ học để làm sao hiểu được là tốt nhất. Đồng ý chưa? Rồi, thế bây giờ bước sang hai câu này ạ. Đây là hai câu mà tác giả gợi mở cũng như là để diễn tả về nỗi niềm của Thúy Kiều. Nỗi niềm ấy được nhấn mạnh bởi từ đầu tiên chính là từ bẽ bàng. Các bạn ơi, bẽ bàng ở đây là một tâm trạng như thế nào? Sách giáo khoa thì có lý giải với chúng ta, bẽ bàng ở đây là cái sự xấu hổ, tủi thẹn, đúng không? Là sự xấu hổ, tủi thẹn. Thế Kiều có gì mà phải xấu hổ ở đây? Đúng không ạ? Nhá, tại sao không phải là buồn khổ mây sớm đèn khuya? Cũng không phải là buồn rầu mây sớm đèn khuya, cũng không phải là cô đơn lẻ loi mây sớm đèn khuya, mà là bẽ bàng mây sớm đèn khuya. Một từ này thôi các bạn đủ viết được cả mấy trang chứ chẳng đùa đâu. Đây, các bạn sẽ chú ý vào đây giúp cho chị nhá. Thật ra ấy, cái sự bẽ bàng này, đây là một cái tâm trạng, nếu như trong cuộc sống bình thường, khi nào chúng ta sẽ có thể gặp cái tâm trạng bẽ bàng ạ? Cái sự xấu hổ và tủi thẹn đó chúng ta sẽ gặp phải khi mà có người khác chê cười, chê bai chúng ta. Đúng không? Đúng không ạ? Nhá, nghĩa là đây là cái tâm trạng để nói về việc là khi mà bị người khác chê bai, khi mà bị người khác gọi là chê cười thì sẽ cảm thấy bẽ bàng, cảm thấy xấu hổ, tủi thẹn về những việc mà mình đã làm. Đúng không? Nhưng ở đây, ai? Ai là người chê bai Kiều? Ai là người mà gọi là coi thường, ai là người mà chê cười Kiều ở đây để mà Kiều cảm thấy bẽ bàng ạ? Ai nhở? Ai đây? Có ai không? Nào các bạn, có ai không? Đấy, chúng mình phải hiểu được bẽ bàng ở đây là một sự xấu hổ, tủi thẹn. Nhưng hãy hiểu đến tận cùng của cái sự xấu hổ, tủi thẹn đấy nghĩa là sao? Là cái cảm giác khi bị người khác chê cười. Thế nhưng trong cái xã hội ngày xưa ấy, trong cái xã hội nhơ nhớp ấy, cái xã hội mà đồng tiền lăn tròn trên lưng con người như thế, cái xã hội mà đồng tiền làm cho trái hóa phải, làm cho đen hóa trắng như thế, thì có một thế lực nào còn đạo nghĩa để mà đứng ra bình xét cho tình cảnh của Kiều không? Để mà chê bai Kiều, để mà Kiều cảm thấy bẽ bàng không? Không, đúng không ạ? Mà ở đây cái sự bẽ bàng này ấy, là nàng tự hổ thẹn với chính mình các em ạ. Nhá. Một chữ bẽ bàng thôi mà chúng ta hiểu được đến tận cùng cái nỗi đau của Thúy Kiều. Còn gì đau đớn hơn khi tự mình nhìn lại mình và cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Nàng cảm thấy hổ thẹn bởi vì vốn dĩ với một tâm hồn trong trắng, thanh sạch, nhưng nàng bị gạt lừa để mà trở nên hoen ố. Một cái cảm giác đau đớn, và cảm giác ở đây là cảm giác thương thân tủi phận. Tự nhìn lại mình, tự hổ thẹn với chúng mình, với chính mình, rồi tự thương lấy mình. Đồng ý chưa ạ? Nhá, tự thương lấy mình. Và chứng tỏ tác giả Nguyễn Du cũng phải thấu hiểu đến tận cùng. Và đúng như nhận định đã từng cho rằng là hồn Nguyễn Du phảng phất mỗi trang Kiều. Ta thấy được như ở đây là cái tâm trạng của người viết ấy. Đúng không ạ? Phải là cái chính cái con người ấy thì mới bộc lộ được ra tâm trạng như thế chứ. Nhưng ở đây tác giả Nguyễn Du là một người từ góc độ bên ngoài nhìn vào, nhưng đã có sự thâm nhập để rồi khắc họa tâm trạng của Kiều như thế. Chứ các em ạ, nếu chúng ta nhìn từ bên ngoài thì cũng chỉ thấy Kiều khổ thôi, Kiều đau đớn thôi,
đúng không? Nhưng ở đây tác giả còn thấu hiểu là một trong những cái điểm tựa đầu tiên để làm nên tinh thần nhân đạo của Nguyễn Du ấy, sự thấu hiểu. Thấu hiểu để mà sa sót, thấu hiểu để mà đem lên trang văn của mình là những cái tâm trạng của Kiều như thế này, đúng không? Gọi rất đúng cái tâm trạng của Kiều. Bẽ bàng mây sớm đèn khuya. Bẽ bàng vì nàng, phải chăng nàng đang tự hổ thẹn với chính mình? Phải chăng vì nàng nhìn lại chính mình thì thấy được rằng là tình yêu thì tan vỡ, tốt nhục thì lìa tan. Một cung gió thảm mưa sầu, cảnh xuân đã bẻ cho người chuyên tay. Thân xác thì bị đọa đày, nhân phẩm thì bị chà đạp. Thì còn gì mà không cảm thấy bẽ bàng nữa đây? Trong hai chữ bẽ bàng ấy là cả đau, cả xót, là xấu hổ, là nhục nhã, là tủi thẹn và cả bất lực nữa các bạn ạ. Đồng ý không các em? Nhá, đấy, thế nên rằng là tâm trạng của nàng Kiều ở đây, trước tiên các bạn tập trung cho chị, đó chính là chữ bẽ bàng. Đó là cái sự xấu hổ, tủi thẹn. Và đó cũng là một cái từ được sử dụng với biện pháp đảo ngữ để mà nhấn mạnh, nhá, nhấn mạnh tâm trạng của Kiều. Và đó là một cái cảm giác đau đớn, cảm giác tủi hổ, là một cảm giác của sự thương thân xót phận. Đồng ý chưa các em? Nhá. Và càng hơn thế nữa, cái cảm giác thương thân xót phận ấy nó lại càng xoáy sâu hơn nữa khi nó đặt trong cái tình cảnh là mây sớm đèn khuya. Mây sớm đèn khuya ở đây không phải là những hình ảnh tả thực, là chúng ta nhìn thấy đám mây và nhìn thấy ngọn đèn, mà ý là để chỉ gợi tả về cái vòng tuần hoàn của thời gian nhá, vòng tuần hoàn khép kín của thời gian. Đồng ý chưa? Khi mà mây sớm là để chỉ lúc sớm, rồi đèn khuya là để chỉ lúc ban đêm, nghĩa là dù sớm hay khuya, dù ngày hay đêm, thì Kiều vẫn luôn đắm chìm, vẫn luôn bị chìm đắm và bị nuốt trọn bởi cái tâm trạng bẽ bàng này này. Nhá, dù trong thời gian nào thì thường trực trong Kiều vẫn luôn là cái cảm giác đau đớn, tủi nhục như thế này. Vậy nên một câu thôi, bẽ bàng mây sớm đèn khuya, nó lại như càng là một cái nét bút, mà như là có máu gì trên từng ngọn bút như thế, đúng không ạ? Bởi được viết nên bởi một cái con mắt trông thấu cả sáu cõi, tấm lòng ấy suốt cả nghìn đời, để có cái bút lực mà càng viết lại càng thấm vào trong lòng bạn đọc cái tình cảnh bị giam hãm trong vòng quẩn quanh không lối thoát của nàng Tiểu. Và thêm nữa nhá, chưa dừng lại ở đó đâu, nỗi đau chưa dừng lại ở đó đâu, nỗi đau còn được thể hiện bởi một từ nữa trong câu tiếp theo, đó là từ chia. Nhá, sau cái nghệ thuật tiểu đối nửa tình nửa cảnh, thì tác giả đã xoáy sâu hơn nữa cái nỗi đau đớn trong Kiều qua từ chia các bạn ạ. Đồng ý chưa? Nửa tình nửa cảnh, một bên tình một bên cảnh, tưởng chừng như là nó hòa quyện với nhau, nhưng giờ đây nó còn đau đớn, nó còn xa xót đến nỗi là như chia làm hai nửa. Từ chia này vốn dĩ là từ được dùng cho những cái sự vật hữu hình, có thể định lượng được, đúng không? Như là chia tấm vải, tấm bánh, đúng không ạ? Nhá, như là chia những cái con số cho nhau. Thế nhưng mà ở đây cái từ chia này lại được dùng với một cái hình ảnh là gì? Là tấm lòng. Tấm lòng là điều mà vô hình mà. Tấm lòng là điều có thể đem ra cân đo đong đếm định lượng để mà chia được không? Tấm lòng ở đây là một cái khái niệm, là một yếu tố của tâm trạng con người, yếu tố tinh thần con người. Đâu có nhìn thấy được, đâu có mà vẽ ra được, đâu có thể cân đo đong đếm được. Nhưng ở đây, Kiều đau đớn đến nỗi, Kiều bẽ bàng tủi hổ, xa xót đến nỗi mà tấm lòng của nàng như chia làm hai nữa, như chia ra, như cắt ra vậy. Đúng không? Nhá, đấy, đây là một từ chia này. Tiếp tục, các bạn sẽ đến với câu tiếp theo là nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Để thấy được rằng là đầu tiên là nghệ thuật tiểu đối, cảnh và tình. Đúng không ạ? Nhá, để thấy được đây là một bức tranh khung cảnh thiên nhiên nhưng mà nhuốm màu tâm trạng. Và tiếp tục là từ chia. Từ chia là từ các bạn không nên bỏ qua và là một trong những cái từ hay nhất, đặc sắc nhất và đắc địa nhất ở trong cái đoạn trích này. Tiếp tục trong phần tiếp theo, nếu như các bạn tham gia cùng với chị trong khóa văn VIP, chị sẽ kết hợp và phân tích chi tiết hơn nữa phần tiếp theo với chúng mình. Đó là những từ như là tưởng này,
đấy, sót này, buồn chông này, đó đều là những từ rất hay và hàm chứa nhiều ý nghĩa. Thì trước tiên chúng ta đến với từ chia. Chia là một từ được vốn sử dụng cho những sự vật hữu hình, nay lại gắn liền với thế giới nội tâm vô hình của con người. Làm sao có thể chia cắt ra một cái thứ vốn trừu tượng như là tấm lòng con người? Nhưng ở đây, nàng Kiều đau đớn đến nỗi, và tác giả Nguyễn Du cũng thấu hiểu đến độ mà có thể khắc họa ra được cái nỗi đau ấy với biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác để thể hiện rõ ra nỗi đau đang đè nặng lên Kiều, khiến cho cõi lòng của nàng như chia làm hai nửa, nửa tình và nửa cảnh. Đồng ý chưa ạ? Nhá, đó, nên là càng viết thì lại càng thấy đau, đau đớn chứ. Và qua đó chúng ta thấy được rằng là nếu như chỉ giữ một thái độ khách quan từ bên ngoài nhìn vào thì sẽ chỉ là những cái sự rung động, sẽ chỉ là những cái sự cảm thấy thương xót cho Kiều, đúng không? Nhưng tác giả Nguyễn Du là tức nghĩa là một kỳ tài diệu bút, nhưng cũng là một nhà nhân đạo chủ nghĩa từ trong cốt tủy. Nhà thơ đã xuất phát từ chính cái tình cảnh của Kiều, đã nhập tâm vào đó để mà khắc họa nên tâm trạng của nàng. Chứ nếu như chỉ bên ngoài nhìn vào không ít, với một sự lạnh lùng, với một sự vô cảm, thì làm sao thấy được cái sự bẽ bàng, làm sao thấy được cái nỗi đau đến như là chia tấm lòng như thế này đây. Vậy nên là thông qua 6 câu đầu này, chúng ta đã thấy được tình cảnh của Kiều này. Nào, tổng kết lại ạ. Thông qua 6 câu đầu, chúng ta thấy được tình cảnh của Kiều. Đồng ý chưa? Nhá, là một tình cảnh, một cảnh ngộ rất đáng thương. Ta thấy được bức tranh thiên nhiên nơi lầu Ngưng Bích là một bức tranh mang tâm trạng và thể hiện cho nỗi buồn đau, cô đơn, khổ sở của Kiều. Và cuối cùng ta thấy rõ nhất được là cái nỗi niềm của Kiều trong cái tâm trạng, trong cái khung cảnh ấy, là một nỗi niềm thương thân xót phận, cảm thấy bẽ bàng, xấu hổ, tủi thẹn. Đồng ý chưa? Lại còn bị nhốt trọn trong cái vòng tuần hoàn khép kín của thời gian, bế tắc, giam hãm, cầm tù. Thì Kiều đau đến nỗi mà tác giả đã phải dùng từ chia tấm lòng để mà diễn tả. Và qua đó chúng ta đã thấy được cái tấm chân tài và cũng là tấm chân tình của tác giả Nguyễn Du. Tài ở chỗ là tác giả đã khắc họa được trọn vẹn cái khung cảnh lầu Ngưng Bích, đúng không? Với vẻ non xa, với tấm trăng gần, với cồn cát vàng, với những con đường bụi đỏ, khung cảnh hiện lên sinh động biết nhường nào. Đồng ý không ạ? Nhá, nhưng mà tình ở chỗ là tác giả đã thấy rõ và đã bộc lộ rõ được cái sự thấu hiểu, cảm thông đối với tâm trạng của nàng Kiều, đối với số hạnh, đối với số phận bất hạnh của nàng Kiều. Nhá, các bạn ơi, hình dung ra chưa ạ? Đó, thì đấy cũng chính là những cái nội dung quan trọng nhất trong 6 câu đầu của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích mà buổi trưa ngày hôm nay chúng mình đã cùng với nhau tìm hiểu này, cùng với nhau phân tích thật là kỹ. Đồng ý chưa các em ơi? Các bạn có hiểu bài không nào? Chúng mình hiểu bài không nào? Ok chưa? Đấy, ở đây thì các bạn bên cạnh việc chúng ta nắm bắt cách phân tích này, các bạn có thể lắng nghe để chúng mình tích góp thêm những cách diễn đạt hay nếu như mà các bạn cảm thấy phù hợp. Và trong thời gian vừa rồi, trong cái việc mà tìm hiểu và cũng là soạn, biên soạn lại những cái phần tài liệu cho khóa học văn viết năm nay ý, thì chị còn có tạo được một cái phần tài liệu, đó là những cái từ ngữ thay thế cho các tác giả văn học trung đại. Một nội dung mà đối với các bạn sẽ khá là khó, đúng không? Nghĩa là trong việc diễn đạt và phân tích trong văn học trung đại ý, là chúng ta sẽ hay bị lặp từ, thường xuyên là phải dùng tác giả Nguyễn Du, tác giả Nguyễn Dữ, đúng không? Đấy, nên là chị đã tìm kiếm được những cái từ ngữ phù hợp để các bạn thay thế. Ví dụ như là thay thế cho Nguyễn Du thì chúng mình có thể dùng đại thi hào dân tộc này, danh nhân văn hóa thế giới này, hay là dùng tên chữ của tác giả là Tố Như này, hiệu là Thanh Hiên này, hay là được Nguyễn Du cũng được mệnh danh là kỳ tài diệu bút này, nhà chủ nghĩa nhân đạo này, đồng ý chưa, một cây bút theo chủ nghĩa nhân đạo này, đấy rất là nhiều, hay là con mắt trông thấu sáu cõi, tấm lòng ấy suốt cả nghìn đời này. Đồng ý chưa? Nhá, nên là còn rất nhiều những từ ngữ nữa chị sẽ chia sẻ cùng với chúng mình trong khóa học văn VIP. Và tất nhiên rồi, những nội dung còn lại của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích chị sẽ gặp lại chúng mình trong khóa học văn VIP sẽ khai giảng vào buổi tối ngày hôm nay nhá. Thông qua buổi học thử này thì các bạn
Chị nghĩ rằng là chúng mình cũng đã hiểu được về cách học trong khóa học cũng như là những cái kiến thức chuyên sâu mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau. Nên rất mong buổi học này sẽ là một cái cách để các bạn tham khảo và hiểu rõ hơn khi chúng mình muốn đăng ký tham gia khóa học Văn VIP 2K8 nhé. Và tất nhiên rồi, đừng quên là Tiêu học Văn chị Hiên vẫn luôn chào đón chúng mình trong khóa học này. Khóa học sẽ chính thức khai giảng vào buổi tối ngày hôm nay, nên nếu như mà các bạn không muốn bỏ lỡ buổi khai giảng với nhiều những hoạt động thú vị và những cái hoạt động đầu tiên cho đến ngày học chính thức của chúng mình trong khóa học Văn VIP, thì các bạn hãy nhanh tay nhắn tin về cho chị để đăng ký tham gia khóa học nhá. Đồng ý không nào? Mọi thông tin về khóa học, về học phí này, về học phí thì các bạn có thể nhắn tin về cho chị để nắm bắt rõ, cũng như là có những cái hình thức đóng làm sao phù hợp với cả chúng mình. Đồng ý không? Hay là về cách thức học, về quà tặng đi kèm khi chúng mình được tặng kèm cuốn vở luyện viết độc quyền này, một thẻ chấm chữa bài miễn phí trong vòng 12 tháng này, thì nhắn tin về cho chị ngay nha. Đó, bởi vì là chị cũng rất muốn có thể gặp gỡ đầy đủ tất cả các bạn ở trong khóa học Văn VIP buổi tối ngày hôm nay. Nên là đừng chần chừ gì nữa, nếu như còn bất cứ thắc mắc gì, nhắn tin về cho chị nhé. Chị sẽ giải đáp cho chúng mình ở trong hộp chat của fanpage này. Còn bây giờ thì các bạn có thể chia sẻ với chị một số những cái cảm nhận của chúng mình về buổi học ngày hôm nay. À, thế hay là để chị đăng một bài ở trên fanpage để các bạn chia sẻ ở trong đó nhé. Bởi vì là nhắn tin và cũng như là bình luận ở trong cái bài phát trực tiếp này, không hiểu sao là chị chẳng đọc được gì cả. Đồng ý chưa? Nên là để chị đăng một bài trên fanpage để các bạn có thể chia sẻ những cảm nhận của mình nhá. Đồng ý không? Rồi, còn buổi trưa ngày hôm nay cũng là hơi có lỗi một chút khi mà lấy đi thời gian của các bạn. Có nhiều bạn là buổi trưa chúng mình cần phải nghỉ ngơi mà, đúng không? Thôi thì hôm nay coi như là một buổi trưa bổ ích đi ạ. Cho phép chị suy nghĩ như vậy nhá. Cho phép chị nghĩ rằng là buổi trưa ngày hôm nay chị cũng đã chia sẻ cùng với chúng mình và các bạn cũng đã có thêm những cái kiến thức cần thiết rồi. Nên là thôi thì một buổi trưa không được nghỉ ngơi nhưng mà cũng khá là bổ ích. Rồi, nên là chị rất mong là tiếp tục chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong khóa học Văn VIP 2K8. Kể cả những bạn chúng ta cần học để lấy lại gốc môn văn này, đấy, để hiểu được bản chất của việc phân tích tác phẩm này. Và đối với những bạn chúng ta đặt mục tiêu thi chuyên hay thi học sinh giỏi thì đều có thể tham khảo những nội dung trong khóa học Văn VIP này nhé. Bởi vì là các anh chị thì sẽ đi từ cơ bản đến nâng cao cho chúng mình. Và có thêm một cái quyền lợi nữa của các bạn trong khóa VIP, đó là chúng mình sẽ được nhận bộ tài liệu dành cho học sinh giỏi, bộ tài liệu còn chuyên sâu hơn nữa, bao gồm những đề chuyên sâu về từng tác phẩm. Đồng ý không? Đấy, và chúng ta sẽ có những cái buổi sinh hoạt thường niên, gọi là sinh hoạt lớp. Chúng ta sẽ, nếu như học thì học ở dưới hình thức phát trực tiếp như thế này. Nhưng mà sinh hoạt lớp thì chúng mình sẽ sinh hoạt lớp qua Zoom hoặc là qua Google Meet để gặp gỡ, để trò chuyện và để chia sẻ thêm. Là những cái buổi bổ sung không nằm trong lộ trình nhá, không nằm trong lộ trình nhưng sẽ là những cái buổi bổ sung để học Văn chị Hiên đồng hành cùng với các bạn trong khóa học Văn VIP. Đó, nên với tất cả những cái điều tuyệt vời ấy, chị mong rằng là các bạn có thể tham khảo và đưa ra những cái lựa chọn phù hợp với bản thân nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học Văn VIP 2K8 với tất cả cái niềm tin, hy vọng, sự yêu thương và cả sự quyết tâm nữa. Tạm biệt các em, cảm ơn chúng mình rất nhiều. Bye bye! Đăng ký ngay khóa học Văn VIP 2K8 để cùng học Văn chị Hiên chinh phục đại dương văn học. Xuất phát sớm và sẵn sàng cho năm lớp 9 với những điểm số môn văn thật cao.